Ngày 10 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc với huyện Củ Chi về công tác phòng chống dịch COVID-19. Kế hoạch từng bước đưa huyện trở lại trạng thái bình thường mới sau ngày 15 tháng 9. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá những nội dung được nêu ra trong kế hoạch trở lại trạng thái bình thường mới có tính rất quyết liệt, đòi hỏi yêu cầu rất nghiêm, với mệnh lệnh mang tính tác chiến rất cao để chuẩn bị cho kịch bản chiến lược huyện Củ Chi sống chung với dịch COVID-19. Đồng chí nhấn mạnh, không để dịch bệnh lây lan cả hai chiều, từ ngoài và từ bên trong huyện, ngoài tầm kiểm soát. Từ đó, đồng chí đề nghị huyện khi xây dựng kịch bản, chiến lược, cần chú ý các vấn đề quan trọng, trong đó hệ thống y tế cộng đồng, trung tâm y tế huyện phải thực sự đủ mạnh. Muốn an toàn, muốn bền vững thì không thể đóng cửa. Muốn vậy phải tiêm vaccine cho toàn dân, đồng thời xây dựng và áp dụng quy định thẻ xanh vaccine, áp dụng công nghệ quét mã QR giúp kiểm soát nhanh những trường hợp ra vào huyện. Đặc biệt, huyện phải xây dựng hệ thống camera giám sát người ra vào vùng xanh. Về chiến lược phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Thị Lệ gợi mở, phải có phương án mở lại các địa điểm du lịch kết hợp về nguồn, có giải pháp kiểm soát số lượng khách du lịch, đồng thời kết hợp bán nông sản của huyện để giới thiệu đến với khách du lịch. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị huyện nghiên cứu đề xuất với Thành phố Hồ Chí Minh có chính sách hỗ trợ để giữ chân người lao động và thu hút người lao động đã nghỉ việc về quê, trong đó ưu tiên về tiêm vaccine, ưu tiên về an sinh xã hội và nhà ở cho công nhân, người lao động. Đồng thời nghiên cứu đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh có chính sách miễn giảm thuế, hạ lãi suất, khoanh nợ cho doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ lưu ý phải xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự trên địa bàn huyện khi mở cửa trở lại. Đồng thời phải đẩy mạnh công tác truyền thông, tiêm vaccine tinh thần cho người dân để chuẩn bị tâm thế trong trạng thái bình thường mới với thông điệp 5K. Huyện Củ Chi xác định mục tiêu, mở tới đâu chắc tới đó, không nóng vội, không mở đại trà, chỗ nào chưa đảm bảo an toàn thì tuyệt đối không mở.